Rồi, xin mời tất cả các bạn đến với trận đấu. Điểm số đầu tiên của Hoàng Minh Quốc Phi. Điểm số đầu tiên đến cho các đồng trời ông. Vẫn là Phong Liêm. Bóng chìm một thực sự ổn định. Đây rồi, Trường ơi. Vẫn tăng cho các chàng trai áo đen. Vẫn còn. Đến. Này Phong Liêm. Chắc là nghĩa là rớt luôn rồi đó. Các chàng trai bãi biển khi được thi đấu trong môi trường săn cát nhiều. Phong Lưu là sở trường của mình. Lui tới nè. Phong Lưu tương đối với môi trường bãi biển. Điều này giúp cho sự tự tin. Lui nữa đi Lui. Cầu thủ Lâm Tuấn được đẩy lên rất cao. Đây này. Lý Quốc. Ba một. Đây này, Phong Hiếu. Một ngày thi đấu, một ngày thi đấu. Tiếp tục là Trường Tấn Bình. Ngoài chi? Lại là đang móm. Có thể nói những cầu thủ thuận tay trái gì thi đấu vị trí trên hai thường rất lợi hại trong những tình huống xử lý từ bước hai. Phong Liêu. Lại là Phong Liêu. Quá hay. Và chém bóng về đường y rất ngọt ngào. Quá kìa. Hay rồi.
thì cái chị này đang bóng đã rất nhiều khối cái này thì hai tình huống liên tiếp rất bình tĩnh 5-8 đủ quá hay quá hay hai vô thay người bước một quá tốt của Thanh Hoài. Quá quá tôi đi ơi. Thuộc về các chàng trai áo vàng. 6-8. Rồi ơi, rồi rồi, không có tới đâu. Bỏ đi, không có gì đó. Bỏ lỗi tôi đi hay là ngoài. Không được. Đi. Quá tốt. Bóng trong sân. Ngoài dăng cát vô. Ngoài dăng cát vô. Vậy là theo xác định bóng trong và được bóng ngoài sân. Quá nó dăng cát. Đúng rồi. Đi rồi. Phong Liêm, như cái tên của anh thì anh đang làm mưa làm gió trước đội bóng áo vàng Bảo Khang. Rồi lọt chân. Đang theo không kịp. Ngoài con không thực sự hiệu quả của các thành viên bên phía sân bay. Đội đó phải vẫn là cầu số 4 các tối rồi, tối rồi, tối rồi. Nãy giờ mình thấy hư đáy á. Rồi điểm cho thấy nó xe này 8-11. Rồi. Gì đấy? Bóng vô tình rơi vào cái sào của Bảo Khang. Và anh ta chỉ cần chọc mà thôi. Một số hai đã phát huy tác dụng trong trận đấu này. Một tình huống một thắng chắc thôi. 91 phát bóng ngoài. Những bóng đá tuyệt vời của chàng trai sân đẹp ở lại 12. Quá tốt. Bóng đi cong hình trái chuối.11-12 rồi. Điểm số đang 12 đều. Bóng đã đi ra ngoài sau tình huống phát bóng uy lực của Trần Anh Dũng và bước một không thành công của Thanh Hoài. 12 đều với hai quả phát bóng. Bước một tốt. Chắn bóng không thành công của Đình Quý. 13-12. Rồi.
quá cao. Đắng nói thằng Khang rồi. Vừa lực mà vừa cao. Bóng trên chắn và đi vào góc chưa. Để đứt rồi Khang. Quá hấp dẫn cho trận đấu thứ hai này. Bước một tốt của Lý Quốc Thanh Hoài. Đập bóng đi ra ngoài. Đó là xác định của trọng tài. Mười bốn mười ba. Quá bất ngờ cho trận đấu thứ hai khi các cầu thủ Hoàng Minh Coffee lối chạm lưới của Phong Liêu. Nhưng cũng có một tình huống khá nguy hiểm đối với chủ công Trường Trảng Bom. Các thủ Hoàng Minh Công Ty đã có lợi thế để kết thúc trận đấu tuy nhiên. Như vậy là chiến thắng của trận đấu này đã thuộc về.